tên là Nguyễn Hoài Nam, năm nay 61 tuổi. Tôi là một cán bộ trong quân đội đã về hưu được 14 năm rồi. Tôi có một cháu ngoại là bị bệnh, nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Trong một cái thời gian nằm ở bệnh viện thì tôi có gặp một cháu bé tên là Nguyễn Thị Trúc Quỳnh. Bé bị suy tủy, rồi trong người của bé không có tự tạo ra bạch cầu, cho nên là bé phải nhờ thuốc. Một liều thuốc chích của bé thì được 14 ngày, một lọ là nó là 6,5 triệu. Cái số lượng tiền bây giờ như nó phải là 500 triệu cho đến 1 tỷ thì mới dám mổ, mà gia đình cháu ấy thì không có điều kiện. Mấy tháng trời nằm trong bệnh viện, mẹ cháu phải bỏ việc, chồng thì phải đi làm xa. Từ khi bé bệnh là 6 tháng là nhập vô khoa ung bướu huyết học của bệnh viện Nhi Đồng 2 là hơn 1 năm, là năm nay là bé được 2,5 tuổi. Cái bệnh này cũng có khả năng chữa được, bởi vì là nếu giả sử như có tiền thì có khả năng chữa được, nhưng mà bệnh ung thư có khi có tiền cũng không chữa được. Đấy, cho nên là tôi thấy cái cảnh khổ của người thân rồi là của cháu bé bệnh như thế thì tôi mới đăng ký hát cho cháu. Nếu như mà một ngày nào đó mà không có tiền thì thuốc của bé mà không có nữa thì cũng không biết là làm gì. Đi xin thì người ta cũng chỉ cho hoặc là giúp đỡ mình một hai lần, chứ người ta không thể nào mà giúp hoài, nản chứ. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình xuống tinh thần thì con mình đó. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Thực tình mà nói, ở trong sống trong cái bệnh viện nhiều lúc tôi không cầm được nước mắt. Một lần các cháu như thế là lấy ven, trời khổ lắm. Bản thân mình là mang cái cũng có một cái chút biết hát, không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà tôi muốn mang cái tiếng hát này là đến với mọi người, mong sao cái lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ cho các cháu, không gì riêng gì cháu Trúc Quỳnh mà còn những cháu khác nữa. Tôi hát bài ca người ca cây lúa, người cầm lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, mai bắt đầu từ hôm nay. Bàn tay xưa cây trồng bò bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay cho, vì không có đất vì nước đã vấn. Cho đến hôm nay chàng trai đang lai máy cày, và bao cô gái sẽ ngồi máy khơi. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé, không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn. Đã mở đi tới
chào chú Nam ạ. Con thấy chú thế này, lúc đầu chú ra chú rút ra rụt rè, hơi lạng nhẹ chút xíu. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đầu bắt đầu khán giả vỗ tay, thì thấy ba giám khảo lắc lư theo. Chà, anh ấy lấy lại được phong độ. Lúc đấy anh ấy bắt đầu anh ấy nghiêng người, anh ấy diễn tả. Lúc đó là lúa bắt đầu gặt được rồi. Tự nhiên hào sảng, vang rền. Chúc mừng chú, con rất thích tiết mục này. Và nói về phần tiết mục của chú thì cháu rất là thích. Bởi vì trong cái cách hát của chú á, cháu thấy được là cái tác phong mạnh mẽ, một cái sự là dứt khoát và rất là tự tin. Cháu thích ở cái bài này của chú là cái tinh thần. Cháu cũng như tất cả mọi người đây cũng hy vọng là chú sẽ được đi vào sâu. Chú ơi, trong clip con thấy chú có nói là chú chăm cháu ngoại của chú nằm trong bệnh viện. Là cháu của chú là đang bị điều trị gì ạ? Cháu chú thì bị cái bệnh như là cả thế giới này hiếm lắm. Gọi là bệnh thiếu yếu tố máu thứ 7, không đông máu, là trong 3 năm nay nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Cho nên là gặp được bé Quỳnh cũng nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Đây là mẹ của bé Trúc Quỳnh, là nhân vật thụ hưởng mà chú Nam muốn giúp đỡ. Bác sĩ nói là cái bệnh này là con bị suy tủy không có bạch cầu, giảm bạch cầu, là bệnh đột biến gen. Nếu như mà một ngày đó nào đó mà không đáp ứng thuốc nữa thì thôi, bé sẽ mất. Em hiểu. Thực ra một đứa trẻ nhỏ như bé Trúc Quỳnh mà suốt ngày phải lấy ven, phải tiêm kháng sinh vô người thì nó rất là kinh khủng. Gia đình của bé Quỳnh cho đến thời điểm hiện tại là không có khả năng để mà mua thuốc để mà chích mỗi tháng và duy trì luôn, cho nên là cũng phải nhờ sự hỗ trợ từ những người khác. Nên có lẽ là Trường nghĩ rằng những ai mà có con, có gia đình, có con thì sẽ cảm nhận được cái nỗi đau của cha mẹ như thế nào. Và chị mong là chị phải mạnh mẽ hơn, tại vì chắc chị là chỗ dựa duy nhất cho con gái của mình. Và Trường cũng cầu mong có một cái gì đó kỳ diệu đến với bé. Thôi bây giờ mình cùng cầu mong những điều tốt đẹp đi. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn chú Nam ạ. Mình cũng hy vọng là chú sẽ được điểm cao nhé. Cảm ơn chị.